Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm trước có một bạn comment và hỏi mình rằng là liệu chị có thể làm một cái video để chia sẻ những cái công việc trong ngành dịch vụ logistics hay là xuất nhập khẩu cho những bạn sinh viên sắp ra trường, và công việc cụ thể nó như nào và lương ra sao được hay không. Bởi vì cái ngành dịch vụ logistics hay xuất nhập khẩu nó cũng rất là rộng, thế nên là mình cũng đang bị giới hạn ở cái vị trí của mình thôi. Mình cũng không thể bao quát hết được là tất cả các cái vị trí trong cái ngành dịch vụ này nó gồm những cái vị trí như thế nào, và những cái vị trí như thế nào là nó phù hợp cho các bạn sinh viên mới ra trường. Mình cũng đã suy nghĩ là có thể các bạn đã hiểu logistics là gì, phân biệt được giữa logistics và xuất nhập khẩu như thế nào. Tuy nhiên là nếu các bạn hiểu rồi thì các bạn sẽ hỏi là ủa thế bây giờ em hiểu rồi thì em sẽ làm cái gì, làm vị trí như thế nào khi mà em mới ra trường, có những cái vị trí nào phù hợp cho em để em có được cái sự lựa chọn và cái định hướng tốt hay không. Thế nên hôm nay mình quyết định mạnh dạn và làm một cái video để chia sẻ những công việc mà mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp cho những các bạn sinh viên mới ra trường. Và nếu anh chị nào xem video của em và cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong cái ngành dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu, và nếu mà anh chị thấy rằng là những cái vị trí mà em giới thiệu nó vẫn chưa thực sự đầy đủ, thì em hy vọng nhận được sự xây dựng của anh chị để làm cái video này nó hoàn thiện hơn. Bởi vì cái mục đích cuối cùng là để dành cho những bạn sinh viên sắp ra trường và những bạn mà muốn làm về cái ngành dịch vụ logistics này có thêm thông tin hơn. Ở mỗi công ty thì họ sẽ có những cái cách gọi về những cái vị trí khác nhau. Ví dụ ở công ty này cùng là vị trí chứng từ nhưng mà sẽ chỉ làm gần này nhiệm vụ thôi, nhưng ở công ty khác cũng là vị trí chứng từ nhưng mà lại làm thêm nhiều những cái nhiệm vụ khác nữa. Đó. Thế nên là mỗi một cái vị trí này thì mình không thể giới thiệu cho các bạn được là tiêu chuẩn của vị trí này là gồm những cái việc gì. Nên mình chỉ có thể hướng dẫn các bạn rằng là mình sẽ liệt kê ra những cái tên gọi của những cái vị trí phổ biến dành cho những cái bạn mà sinh viên sắp ra trường có thể làm được. Các bạn có thể dựa vào cái tên vị trí đó để có thể tìm ra được 20 công ty đang có nhu cầu tuyển dụng và 20 cái mô tả công việc về cái vị trí đó. Thì dựa vào đấy các bạn có thể hiểu được một cách tổng quát là ok, cái vị trí chứng thư này thì mình có thể hiểu bao quát nó làm những cái vị trí gì. Vậy thì bây giờ bọn mình sẽ đến với cái vị trí đầu tiên. Vị trí đầu tiên là vị trí nhân viên chứng từ logistics. Một số công ty sẽ gọi là nhân viên chứng từ vận tải đường biển, nhân viên chứng từ vận tải đường hàng không. Thì nó là vị trí nhân viên chứng từ logistics. Ở cái mô tả công việc ở đây ghi như sau, là mình chỉ đọc dựa trên cái mô tả công việc của một công ty nhất định chứ không phải là cái tiêu chuẩn nhá. Đối với hàng xuất thì liên hệ để lấy booking, có nghĩa là lấy cái xác nhận đặt chỗ của hãng tàu hoặc hãng airline ạ, làm vận đơn, gửi chứng từ cho đại lý nước ngoài, nhập dữ liệu lên trên hệ thống. Đối với hàng nhập thì tiếp nhận bộ chứng từ nước ngoài, liên hệ với khách hàng nhập khẩu ở Việt Nam, submit bản khai e-manifest lên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia, liên hệ với khách hàng trong nước, với các bên liên quan để cùng theo dõi, kịp thời đáp ứng cái yêu cầu của đại lý. Thường xuyên kiểm tra với hãng tàu để biết tình trạng lô hàng đang làm và thông báo với các bên liên quan khi cần thiết. Yêu cầu của công việc ở đây là tốt nghiệp đại học, các khối ngành liên quan, có kinh nghiệm 1 năm trở lên. Có kinh nghiệm 1 năm trở lên thì các bạn mà sắp ra trường, các bạn mới ra trường hoàn toàn có thể apply được. Chăm chỉ chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao. Ứng viên có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hiểu biết về thị trường giao nhận vận tải logistics. Thì đó là yêu cầu của công việc. Và cái phúc lợi ở đây các bạn sẽ được làm lương từ 8 đến 10 triệu. Có lương tháng thứ 13. Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty. Ở cái vị trí nhân viên chứng từ logistics này, theo cái mô tả công việc này thì nó đang là một phần trong cái vị trí hiện tại mình đang làm. Nhân viên chứng từ logistics thì thường là các công ty dịch vụ logistics sẽ đăng tuyển. Cái vị trí số 2 đó là nhân viên xuất nhập khẩu. Vị trí nhân viên xuất nhập khẩu thì thường là các công ty chuyên về xuất nhập khẩu đăng tuyển. Trên tay mình đây đang là mô tả công việc của một công ty xuất nhập khẩu. Thì họ yêu cầu là nhân viên xuất nhập khẩu không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo được. Kiểm tra kiểm soát chứng từ nhập khẩu hàng hóa, xe ô tô, máy chuyên dụng. À, công ty này là về thiết bị ô tô. Chuẩn bị hồ sơ hải quan, mở tờ khai hải quan, làm thủ tục nhập khẩu ở tại hải quan, thực hiện tất cả các phần việc liên quan đến hồ sơ xuất nhập khẩu, thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng, có kiến thức về pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Đấy, nó cũng bao gồm cả phần hải quan nữa. Nhưng mà những cái bộ phận xuất nhập khẩu ở các công ty xuất nhập khẩu họ còn làm nhiều những cái
nghiệp vụ khác của riêng cái phần xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ạ. Yêu cầu của công việc là tốt nghiệp đại học chính quy, thành thạo máy tính văn phòng, có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu. Phúc lợi ở đây lương là từ 8 đến 12 triệu. Du lịch hàng năm của một công ty, môi trường làm việc năng động. Cái vị trí này thì các bạn sinh viên mới ra trường hoàn toàn có thể apply được và có khả năng cạnh tranh. Cái vị trí số 3 ở đây là Logistics Operation Executive. Cái vị trí này thì nó gần như là một cái title bằng tiếng Anh cho cái vị trí mà nhân viên chứng từ Logistics ấy. Ở một số công ty Logistics mà lớn hẳn á, khi mà họ chuyên môn hóa cao ấy, nhân viên chứng từ Logistics họ chỉ làm chuyên về phần vận đơn thôi, nhưng mà nhân viên Operations thì lại làm ở cái cấp gọi là chuyên đặt book và chuyên làm việc với hãng tàu và đại lý nước ngoài. Thì cái vị trí Logistics Operation Executive này thì toàn viết là bằng tiếng Anh thôi. Well understand about document procedures, issue bill lading, airway bill lading, filing e-manifest for both import and export cargoes, something like that. Đại loại là đọc hiểu được cái quy trình của chứng từ, submit các cái bản khai manifest cho cả hàng nhập và hàng xuất, biết khai những cái loại hải quan cho những cái hàng hóa đi nước ngoài như là AMS hay là ISF cho những hàng hóa đi Mỹ. Yêu cầu ở đây thì là CV bằng tiếng Anh, tốt nghiệp đại học cao đẳng, tốt tiếng Anh, cả giao tiếp lẫn kỹ năng đàm phán. Ở cái vị trí này thì không ghi lương ở đây nhưng mình cũng đoán là trên dưới 10 triệu. Vị trí thứ tư là nhân viên khai báo hải quan. Cái vị trí này là nhiều các bạn sinh viên mong muốn làm và hướng tới này. Ở cái vị trí nhân viên khai báo hải quan thì mình đang cầm trên tay một cái mô tả công việc mình thấy khá là bao quát dành cho cái vị trí này của một công ty, thì họ yêu cầu như sau: khai báo hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu, giải thích hàng hóa sang tiếng Việt, áp dụng mã HS, tính thuế, phí hải quan. Mã HS ở đây thì mình hy vọng các bạn đã hiểu nó là cái mã hàng hóa. Mỗi một sản phẩm, mỗi một mặt hàng nó đều có cái mã HS code và dựa vào cái mã HS code này để tính ra được cái thuế nhập khẩu. Các bạn nào không biết tính thuế nhập khẩu thì có thể comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính. Gửi tờ khai đến hệ thống VNAT đúng thời hạn để được hải quan phê duyệt thông quan, làm việc với khách hàng để có được thông tin tài liệu cần thiết, hiểu sâu về quy định của hải quan, lập báo cáo hàng ngày, xác minh tính đúng đắn của các tài liệu khai báo và tuân thủ quy định của chính phủ. Yêu cầu ở đây là tốt nghiệp đại học cao đẳng trong các khối thương mại quốc tế, Foreign Trade, International Trade, International Economics, Logistics and Supply Chain. Nói chung là những cái mà liên quan, bởi vì ba cái khoa này dịch ra thì nó cũng là kinh tế quốc tế và thương mại quốc tế thôi, và logistics và chuỗi cung ứng. Có kinh nghiệm về các cái quy định của hải quan, về hệ thống VNAS và cộng thêm là 1 đến 2 năm kinh nghiệm. Ở đây không ghi lương, 1 đến 2 năm kinh nghiệm thì mình nghĩ là các bạn mới ra trường vẫn có thể apply được. Nhưng mà cũng có một cái vị trí khác, nó cũng gần tương tự, cũng làm về hải quan, xin các giấy phép nhập khẩu, chuẩn bị chứng từ hồ sơ, làm thông quan, hỗ trợ khách hàng. Cũng là một cái vị trí cũng gần tương tự làm về hệ thống hải quan ấy. Nhưng mà thêm một cái nữa là làm thêm cả những cái loại giấy phép CO, giấy phép nhập khẩu. Thì mức lương ở đây công ty đang offer là 10 đến 15 triệu. Ở vị trí số 5, đó là nhân viên kinh doanh, hay gọi là nhân viên bán hàng, hay gọi là sale. Ở cái vị trí này thì các bạn sẽ đi bán hàng, các bạn sẽ đi chào, các bạn sẽ đi giới thiệu về những cái dịch vụ mà công ty logistics của các bạn có và là lợi thế cạnh tranh của công ty các bạn. Thì mình sẽ đọc lên cái mô tả công việc của một công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh. Đó là thực hiện chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, thực hiện chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải và tiếp cận đường bộ, đường biển, đường hàng không của công ty, tìm kiếm khách hàng mới là các công ty có nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế phục vụ xuất nhập khẩu. Chính là đi đến các công ty xuất nhập khẩu để chào bán những cái dịch vụ của công ty logistics đó. Tìm kiếm tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ logistics của công ty, dịch vụ hải quan làm cước hàng E, hàng C quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước, duy trì phát triển mạng lưới khách hàng, theo dõi giám sát đơn hàng, theo dõi công nợ, tiếp cận tư vấn trực tiếp cho khách hàng, chào giá lên dự thảo hợp đồng. Yêu cầu đối với cái vị trí này là tốt nghiệp đại học cao đẳng chuyên ngành, ưu tiên các bạn tốt nghiệp đại học ngoại thương hoặc chuyên ngành ngoại thương, có khả năng giao tiếp tiếng Anh, năng động, có khả năng thuyết phục.
thì đó là năm cái vị trí mà mình thấy nó phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường có thể apply được. Mỗi một cái vị trí này các công ty họ lại có những cái mô tả công việc khác nhau, nhưng về cơ bản là nó như vậy. Khi mà mình có tìm hiểu trên Vietnam Work thì mình cũng đã xem xét xem là những cái vị trí nào có cái mô tả công việc nó chung nhất và nó bao quát nhất cho cái vị trí mà mình vừa liệt kê ở trên. Thì mình hy vọng là các bạn đã có một cái nhìn tổng quát về nó. Mình sẽ liệt kê toàn bộ những cái đường link về mô tả công việc của các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng ở bên dưới cái video này. Thì các bạn có thể dựa vào đấy để các bạn xem, để các bạn đọc kỹ hơn về cái mô tả công việc. Nếu các bạn có câu hỏi gì, các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình biết. Mình sẽ cố gắng để trả lời các bạn. Mình rất là vui khi mình có thể được chia sẻ về cái công việc thực tế của mình cũng như là cái kiến thức kinh nghiệm đi làm của mình. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Mình rất cảm ơn các bạn. Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye!